Nếu các bạn đã nghe tới Range Rover Autobiography thì các bạn đang nghĩ mẫu xe này cực kỳ tốn xăng đúng không? Nhưng mà không. Hôm nay Quang sẽ mang tới cho các bạn một con Autobiography cực kỳ tiết kiệm luôn. Và mời các bạn cùng theo chân Quang. Ta-da! Range Rover Autobiography bản máy dầu toàn Việt Nam chưa tới 20 xe. Okay, và chào mừng các bạn đã trở lại với siêu thị ô tô Hà Nội. Thì hôm nay Quang Béo mang tới cho các bạn đó chính là mẫu xe Range Rover Autobiography bản máy dầu sản xuất 2014. Như đầu video bạn đã nói, toàn Việt Nam chỉ có khoảng 20 xe thôi. Thì nếu như mà có thiếu sót thông tin nào thì các bạn cứ bổ sung bên dưới comment cho Quang ha. Và xe thì được sở hữu nước sơn màu trắng. Đây mặt ga lăng rất là đẹp ha, màu đen, đèn bi projector, cửa đèn nè, cả cảm biến trước sau, có cả camera 360 luôn nha các bạn. Ok, về phần mâm của chúng ta thì là mâm được sở hữu đó chính là mâm phay, thông số kích thước lớp là 275/40, mâm 22. Về phần gương của chúng ta là gương gạch chỉnh điện có tích hợp xi nhan báo rẽ, cùng với đó là chống chói tự động và có cả cảnh báo lệch làn, tay nắm cửa, viền rơm, có cả cửa hít luôn nha các bạn. Đây, Quang sẽ mở cho các bạn coi. Đó, cửa hít và có cả bệ bước tự động. Đó. À, ok, Quang mời các bạn cùng xem một thứ không thể thiếu trên Range Rover, đó chính là phần chỉ đặc trưng của dòng Range Rover Autobiography với lại Super Chạc. Về phần đằng sau của chúng ta, xe được sở hữu bộ đèn hậu full LED. Đó, đây là bản Autobiography. Đó, có một cái viền đen trải dài bên đằng sau xe. Đó, Range Rover có camera dè, có cảm biến lùi. Và phần cốp của chúng ta cũng là cốp điện. Đây. Và cũng như là con Lexus MBS. Hôm trước em quay là cũng có một cái phần riêng đằng sau, nhưng mà con kia là cơ, còn này là điện. Bấm là sẽ tự mở luôn. Đó. Nhưng mà cái này nó chỉ mở xuống thôi. Đằng sau đây chúng ta sẽ có một cái khoang cốp cực kỳ rộng. Và mời các bạn cùng tới đây với Quang. Ở đây chúng ta sẽ có những cái nút để mình chỉnh cái ghế ở giữa. Đây. Đó. Để các bạn mà có thể bỏ những cái món đồ mà dài vào bên trong, sâu vào bên trong xe. À, tuy là xe châu Âu nhưng chúng ta cũng có cả mâm sơ cua. Và bây giờ Quang cùng mời các bạn vào bên trong khoang nội thất, chiêm ngưỡng sự vẻ đẹp bên trong con Range Rover này. Về mẫu xe này các bạn được sở hữu đó chính là một bộ ghế da màu nâu. Thì như Quang đầu đây đã nói, đây là bản 4-5 ghế. Thì tại sao nó là 4-5 ghế, Quang sẽ cho các bạn cùng xem. Thì ở đây các bạn có thể thấy đây, hiện tại đây là 5 ghế ngồi. Chúng ta có thể ngồi thêm một người chính giữa nữa, nhưng nếu các bạn muốn 4 ghế chúng ta cũng có thể làm 4 ghế luôn. Đây, một cái bệ tì tay rất là xịn sò đó, rất là ok ha. Và xe thì cũng được sở hữu đó chính là cửa sổ trời panorama nè, rồi cửa gió cả 4 vùng lạnh độc lập luôn nha. Đó, và chỉnh cả làm mát ghế, sưởi ghế ở ngay đây luôn. Và phần tắc bê của chúng ta cũng không thể thiếu đó chính là phần ốp gỗ và một cái màn hình dành cho người ngồi đằng sau. Đây là phần ghế trước của chúng ta. Thì tay da là da nắp ba rất là mịn ha. Cả hai ghế trước của chúng ta đều là ghế chỉnh điện hết luôn. Đó. Đó, vô lăng của chúng ta là vô lăng bọc da và được làm một cái phần da ở chính giữa màu nâu. Đó là cũng xen kẽ chung với lại nguyên cái bộ nội thất của chúng ta luôn. Đó, auto đèn, auto gạt mưa, sưởi vô lăng, nút đề startup. Đó. Và cũng không thể thiếu đó chính là hai ghế trước chúng ta cũng là làm mát ghế, sưởi ghế, chỉnh nhiệt độ hai vùng độc lập ở phía trên luôn. Về cần số của chúng ta, cần số chúng ta là cần số núm vặn. Đây, đây là cái cần số các bạn có thể dòm rất là quen ha, quen thuộc trên những cái con Sorento hiện nay, form mới đó, là người ta Sorento form mới ta áp dụng theo con Range Rover này. Và những cái nút mà mình chỉnh chế độ lái đi những cái địa hình nè, rồi nâng hạ gầm, rồi có traction control nè, phanh tay điện tử nè, ASL này thì Quang không biết là cái gì. Nếu các bạn biết các bạn cứ comment bên dưới cho Quang nha. Và vô lăng của chúng ta là gật gù bằng điện, gương hậu cũng là chống chói tự động như là cả hai cái gương hậu hai bên. Và cái phần trần của chúng ta cũng được làm bằng da. Ở trên cái cửa sổ trời á thì cũng được làm một màu đen bóng, mà cái màu đen mà ở trên đàn piano á các bạn, cực kỳ sang trọng. Và ok, bây giờ chúng ta cùng ra khoang máy xem dưới khoang máy có gì nha. Let's go. Và ok, theo chân Quang ra khoang máy ha. Thì con này như ban đầu Quang đã nói, không tốn một giọt xăng nào luôn các bạn. Tại vì sao không tốn một xăng nào? Tại vì con này là máy dầu. À, máy dầu chúng ta chỉ tốn dầu, chúng ta làm gì tốn xăng đúng không các bạn. Đó, Range Rover khoang máy cực kỳ bề thế luôn, cực kỳ dày dặn luôn. Máy chỉ 4.4 thôi. Chạy siêu tiết kiệm dầu luôn.
vừa máy dầu nè, đó, vừa 4.4 nhỏ hơn máy xăng 5.0 nữa, mà chạy khỏe nữa. Thì xe quanh bao cho các bạn luôn. Không tai nạn nè, không cứng đụng, không ngập nước, động cơ hộp số là nguyên zin. Đó. Bảo hành cho các bạn xe lên tới 3 tháng 5.000 cây luôn. Và tặng cho các bạn thêm một lần thay nhớt nữa. Ồ. Vô xong nữa hả? À, như là còn cái cảnh cuối nữa đúng không? Đúng rồi, còn cảnh cuối quên, sorry các bạn. Thì quay xin nhắc lại, con này là Range Rover máy dầu bản autobiography. Đó, sản xuất 2014, đang được bên siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với giá là 3.450 triệu ha. Và nếu các bạn thấy video này hay, cho anh xin một like, một share cũng như một lượt đăng ký. Nhớ nhấn vào nút thông báo để nhận được những video mới nhất từ Quang ha. Nút thông báo nằm bên đây. Và như các bạn đã thấy, bên Quang còn rất là nhiều xe cổ nữa. Và hãy đón chờ những video tiếp theo của Quang nha. Và hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye.